hôm nay mình đi tắm cho mấy đứa bé nha quý vị. Mình tắm mấy hết mấy 6 đứa bé con của tiểu tỷ. Nhưng mà bây giờ là tiểu tỷ cũng dơ rồi. Mình muốn tắm 6 đứa bé cho sạch á thì mình tắm cho tiểu tỷ trước, xong rồi mình sẽ ra mình tắm cho 6 đứa bé con của tiểu tỷ. Quý vị xem đồng hành cùng mình nha. Và thương mấy bé. Thấy mấy bé có sợ nước hay không mình cũng chưa biết, nhưng mà để xong rồi bắt đầu mình sẽ tắm 6 đứa bé cho quý vị xem nha. Tỷ tỷ còn nói chung là bớt bệnh thì bớt rồi á quý vị, nhưng mà vẫn còn cảm giác thấy tỷ tỷ còn hơi mệt mệt hay sao nè. Tỷ tỷ nó hơi buồn buồn, nhưng mà giờ tỷ tỷ dơ quá rồi, mình phải tắm cho sạch chút xíu đi, chứ để nhiều khi vi khuẩn rồi cái truyền nhiễm cho con á quý vị. Mình cũng sợ, đâm ra mình tắm cho tỷ tỷ rồi ra mình tắm cho 6 bé luôn. Tắm bằng nước nóng chắc còn không sao đâu quý vị. Rồi tỷ ơi, tỷ ơi, tỷ ơi nha, mình phải chỉnh nước, chỉnh nước nóng nha. Ừ, chỉnh nước tắm cho tỷ tỷ nha. Rồi đây rồi, hết lại là nước nóng này, ấm này. Bây giờ quý vị chờ xem mình. Mình tắm 6 đứa con của tỷ tỷ sao nha quý vị nha. Tỷ tắm xong rồi mấy bạn ơi, giờ để làm cho tỷ tỷ khô rồi cái bắt đầu là mình sấy cho tỷ tỷ, cho tỷ tỷ hết khô rồi để hết lạnh mày lại tắm con của tỷ tỷ. Quý vị và các bạn xem nha, đợi mình xíu nha, mình sấy cho tỷ tỷ khô rồi cái mình mới đâu đó đàng hoàng mình mới lại mình tắm con tỷ tỷ nha. Sấy cho tỷ tỷ khô với nhau quý vị, sấy cho tỷ tỷ khô xíu cho tỷ khỏi lạnh rồi lại chắc có lẽ là mình tính là mình tắm mấy đứa bé nhưng mà còn nhỏ quá thôi, mình lấy nước ấm rồi quý vị, mình sẽ lấy nước ấm lên mình bỏ được âu mình lên mình lau mình mấy bé quý vị nha. Chứ còn mấy bé còn nhỏ quá tắm cũng sợ mấy bé bệnh cái đòi hãy tắm nha quý vị. Mấy bé nay chưa được mở mắt quý vị ơi, hôm nay là tôi tẩy được sinh được 10 ngày rồi quý vị, hôm nay là ngày thứ 10. Rồi xong, giờ mình giặt, mình vướng khăn nước, mình sẽ lau mấy bé quý vị. Dạng như mình tắm vô mình chỉ mình lau mình thôi á, chứ để mấy bé hơi dơ cái gì. Tỷ tỷ tắm xong rồi quý vị, mà giờ mình tiến hành mình sẽ lau mình mấy bé đó. Tỷ tỷ cứ đầu vô hoài không ai giữ được tỷ tỷ hết, tỷ tỷ cứ lau vô con không, mình buộc tỷ tỷ xích tỷ tỷ luôn. Nói về lấy dễ tỷ tỷ là lâu lâu quý vị sẽ nghe tỷ tỷ ứ mụi mụi á quý vị, mụi mụi tới thăm mấy đứa bé, tại vì tỷ 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 buồn đó, tỷ tỷ xích dây là mụi mụi mới dám tới quý vị, chứ thôi thì mụi mụi không có dám tới đâu. Rồi một bé nè, đó xong rồi nè quý vị, một bé nha quý vị, một bé cái gì thấy nhìn thấy dễ thương không? Bữa nay bé quắn nè quý vị. Thôi mệt tí quá, đứng mượn làm xíu đi, cần đứng dậy tắt cái quạt đi con, tắt cái quạt để cho khỏi lạnh nha. Một bé rồi, bé là bé thứ hai rồi quý vị. Cự nữ gì sạch sẽ chùi đâu mình cho mát mẻ và sạch sẽ rồi khỏi dơ rồi, dơ quá mà tỷ à, tắm con cho là vô tỷ ơi, mà tỷ quá. Hai bé nào quý vị, nước này là nước ấm đó quý vị. Tỷ à, trời ơi mệt ghê vậy, đợi xíu làm xong rồi cho là vô liền.
bắt con nó làm vậy đâu quý vị. Cứ bắt con là làm cái còn bé bé là nhỏ xíu rồi, bé là nhỏ nhỏ hơn mấy bé kia, bé này hơi nhỏ. Nhưng mà dễ thương, làm như bé là bé ra thứ hai phải. Rồi. Đậm. Đúng rồi, bé là bé thứ hai quý vị. Ra thứ hai hay nhỏ. Ra thứ hai nhỏ chứ ra đầu nhỏ quý vị. Thứ hai nhỏ chứ vô qua ra đầu nhỏ. Hai bé nhỏ. Bé này bé bé gái. Bé này bé gái đâu bây giờ ơi. Thương nó gì ơi. Lần đầu tiên trong đời của mấy bé được lau mình. Sẽ trải nghiệm qua nước. Mai chiều lớn tí nữa là biết đi là sẽ tắm hết. Ba bé rồi đâu quý vị. Bé này bé thứ tư nè quý vị ơi. Thứ tư nè, nó tỉ tỉ kêu quá quý vị. Này con quay con quay qua quay tỉ tỉ cái cho quý vị xem đi. À, quý vị thấy tỉ tỉ đang này một giây lại không quý vị. Chứ thôi tỉ tỉ lòi lại đây không à, không có làm được. Bốn bé rồi đâu có gì. Hồi mình để mấy bé lên cân thử coi mấy bé hôm nay có lên cân không quý vị nha. Cũng cân 6 bé chung với cái rổ. Là vừa rồi là được 2,2 đó quý vị. Mà bữa nay là ngày thứ 10 mà bữa hổm là ngày bữa nay ngày thứ 11 chứ. Bữa nay là ngày thứ 11 rồi quý vị. Tại vì 3 ngày nay là mình không có quay tỉ tỉ cho quý vị xem. Mình chỉ đi câu cá quý vị, làm clip câu cá cho quý vị xem đó. À quý vị, mình có làm đi làm mấy cái clip mà mình đi câu cá dân dã đó quý vị. Quý vị nào thích xem cảnh đồng quê dân dã vô xem ủng hộ mình nha. Mà sáu bé con của tỷ hôm nay ngày thứ 10 đó quý vị. Còn buồn buồn. Quý vị nhìn chỗ giống như hai mẹ con thôi chứ đâu có giống bà cha gì cháu gì đâu quý vị không? Giống hai mẹ con à. Nó giống y chang à, đâu giống con tỷ đâu mà giống con muội. Hôm nay là ngày thứ 11 có nha quý vị. Ngày thứ 11 hay thứ 10 xin lỗi quý vị, nãy năm mình nói ngày thứ 10. Rồi mình đi làm mấy clip câu cá đó quý vị. Hôm nay mình mới quay trở lại mình quay mẹ con cái tỷ cho quý vị xem. Chưa mở mắt quý vị ơi. Chưa mở mắt được. Con nào nãy còn nhắm bình thường à. Quý vị nhìn thấy bạn đẹp. Bé là đẹp ghê không? Quý vị thấy đẹp ghê không? Điểm này nè quý vị, điểm tùm lum chỗ nè. Điểm nâu nâu nè, trắng trắng nè. Bé là ba màu luôn, làm như có râu đó nè quý vị, có chùm râu, cái chùm râu đó nè quý vị, râu. Mình làm cái này quay cái mấy cái clip này á quý vị. Chỉ có một mình gái Út của mình. Gái Út mình đồng hành cùng mình. Gái Út của mình là ngồi quay phim rồi cho mình đó quý vị. Gái Út mình đồng hành với mình, mấy gái Út mình cũng thương chó lắm. Thương chó thì thương lắm quý vị, mà kêu tắm không chịu tắm quý vị. Kêu tắm tỉ tỉ rồi là không chịu, là biến. Mà cứ thấy mình không tắm là nhắc mình tắm, nhắc mình nhờ kêu ba tắm tụi nó đi để cho sạch để ôm, mà kêu tự tắm thì không tắm. Cái gì thế? Rồi bây giờ tới bước thứ hai là mình tắm, mình lau xong hết mấy bé nè quý vị. Đó. Sau bé làm xong rồi, bây giờ mình sẽ để lên mấy bé lên cái cân thử coi mấy bé này có lên ký không nha quý vị nha. Giờ quý vị chờ nha. Bữa hổm mình cân 2,2 quý vị, nhưng mà sáu bé với cái rổ này thôi nè, sáu bé với cái rổ này không có cái khăn, mà giờ có cái khăn rồi có nên lấy cái khăn ra để mình kiểm tra chính xác không? Mà cái khăn chắc không bao nhiêu đâu quý vị, thôi cân luôn cái khăn, thì mình trừ ra chút đỉnh thôi chứ.
Wow, 3 kg luôn quý vị, 3 kg tròn nè, quý vị nhìn thấy rõ ràng 3 kg tròn. Có mà, nhưng mà hôm kỳ này là có thêm cái khăn lên giữ vậy. Thôi để quý vị chờ nha, đây mình lấy cái khăn ra luôn để mình cho sự chính xác luôn, không lẽ mấy bé chứ này lên cân nhiều quá. Vậy là chứng tỏ là tỷ tỷ hết bệnh đó quý vị, tỷ tỷ hết bệnh rồi, bắt đầu là tỷ tỷ cho con bú nhiều hơn rồi, đâm ra mấy bé lên cân quá hấp, quá ngon rồi quý vị ơi. Đó là mình bỏ khăn ra luôn, còn có rổ không đó, giống như đợt rầu luôn quý vị. Tỷ tỷ hết bệnh rồi, giờ là sữa tỷ tỷ nhiều hơn rồi, tỷ tỷ chịu ăn rồi, đâm ra mấy bé lên cân mà lẹ cũng vậy luôn quý vị. Có nghĩa là cái khăn này nó quá nhỏ, nó không có số gì nhảy lên hết. Giờ bỏ ra cái khăn ra vẫn còn được 3 kg, nhưng mà 3 kg đó quý vị, yếu xíu thôi. Và wow, quý vị thấy mừng không? À, 3-6 bé đây. À, quý vị nhìn mới vừa lao xong giờ nằm ngủ rồi quý vị, vừa lao xong giờ nằm ngủ. Chắc có lẽ là mát mẻ quý vị, lao xong tắm rửa lao xong là mát, giờ lấy cái khăn ra để ra ngoài cũng ngủ, rồi bỏ vô cái rổ cũng ngủ, giờ làm sao cũng ngủ đó. Đó vậy xem đó. Đó. Chịu đời nổi nó không? Mát đó quý vị, tắm xong rồi mà lao mình mát hết mà. Ngủ nè. Giờ mình đánh thức nó dậy, mình sẽ lót đồ vô, mình đánh thức nó dậy, mình thả tỷ tỷ ra cho mẹ con vô trong cái rổ, xong rồi cái tỷ tỷ sẽ cho con bú với quý vị xem chút xíu nữa nha. Đây. Rồi vô. Đây, đây. Nó có gì thấy á. Nó có gì thấy á. Không cần cái gì, cứ ăn là tối ngày ở trong đây không rời bước nào luôn. Nằm ở đây. Nằm xuống. Nằm đây cho cái gì xem. Không rời con bước nào hết. Đó, vô rồi đâu có gì. 4 chú nè. 5 chú nè. Vậy thấy mẹ con ôm nhau tùm lum không? Ăn tối ngày có nhiều quý vị. Tỷ tỷ chăm sóc con kỹ lắm. Vậy thấy chăm sóc cực kỹ luôn. Thương con, không có rời con mà chăm sóc con thiệt kỹ. Nó giờ là vậy là mấy mẹ con sạch sẽ hết rồi nha quý vị. Tỷ tỷ cũng tắm rồi, 6 bé cũng tắm, cho nói chung là cũng được lau mình lần đầu tiên trong đời rồi. Nó sạch sẽ hết rồi, nó có nằm im quá tỷ. Không có gì này, thấy dễ thương không? Ừ. Bú hết hả? Vậy thấy chịu nổi tụi nó không? Tỷ à, chút vào vệ sinh nha. Nó có gì nhìn. Dễ thương không? Đó, nhìn kỹ gì dễ thương không? Đó. Cái gì thấy bà hẩm bé đen biếu bú bạo lực, hôm nay bé đen cũng chơi bạo lực nữa đó, bò từ trước ra đằng sau luôn, nó đen đúng bạo lực luôn quý vị. Rồi quý vị xem video clip, quý vị thấy thương mẹ con tỷ tỷ và thấy mẹ con tỷ tỷ dễ thương, quý vị bấm đăng ký cho mình nha. À, quý vị thương mẹ con tỷ tỷ thương mình thì quý vị cho mình xin cái đăng ký. À, chào tạm biệt quý vị, hẹn quý vị trong clip tiếp theo nha.